Khu vực Đông Nam Á có địa hình chia cắt với nhiều sông lớn, đầm phá và hải đảo. Cũng giống như Việt Nam, hầu hết các quốc gia này đều trải qua chế độ thuộc địa và chiến tranh. Suốt nhiều năm, sự kết nối giữa những khu vực trong các quốc gia này còn hạn chế bởi phụ thuộc vào phà và thuyền, đặc biệt là tại các nước như là Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Brunei và Philippines. Trong hai thập kỷ trở lại đây, khi mà tận dụng được các nguồn lực trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn vốn vay ODA, thì các nước đã xây dựng được nhiều cầu có kết cấu lớn và rất lớn, kết nối các vùng trong đất nước. Cây cầu giữ vị trí là cây cầu lớn và dài nhất trong khu vực liên tục bị thay thế. Kỷ lục cầu dài nhất Đông Nam Á từng thuộc về cầu Penang 2 của Malaysia. Cây cầu có tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ ringgit, kết nối hòn đảo du lịch Penang với bán đảo Mã Lai. Tổng chiều dài của cầu là 24 km, trong đó phần vượt biển là 16,9 km. Mới đây, kỷ lục này vừa bị đánh bại bởi cây cầu Temburong của đất nước láng giềng Brunei. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin thú vị về cây cầu này, cây cầu dài nhất Đông Nam Á hiện nay. Có lẽ cây cầu này sẽ không được xây dựng nếu Brunei là một quốc gia có lãnh thổ liền mạch với nhau. Nhưng đó chỉ là giả thiết. Brunei, vương quốc có diện tích khiêm tốn nằm ở phía bắc đảo Borneo, hòn đảo lớn thứ ba thế giới. Đất nước này gồm hai phần tách biệt bị ngăn cách bởi lãnh thổ của Malaysia. Các quận Belait, Tutong, Brunei Muara, trong đó có thủ đô Bandar Seri Begawan cùng nằm trên một khu vực. Còn lại là quận Temburong thì nằm một mình ở khu vực bên kia. Hai phần của đất nước bị chia cắt bởi bang Sarawak của Malaysia. Việc đi lại giữa hai khu vực này là khó khăn vì phải đi qua lãnh thổ của Malaysia với 4 trạm kiểm soát nhập cư của cả hai nước. Còn một cách khác là đi thuyền từ thủ đô Bandar Seri Begawan tới thị trấn Bangga, thị trấn lớn nhất của quận Temburong. Đường đi thì băng qua nhiều khúc sông và vùng biển của vịnh Brunei. Vì vậy, khi cầu Temburong được xây dựng, nó đã trở thành một dấu mốc quan trọng không chỉ riêng đối với người dân Brunei mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng ASEAN. Sebagai usaha kerajaan dalam pembangunan negara. Cầu có tổng chiều dài gần 30 km, trong đó phần băng qua vịnh Brunei dài 26,3 km. Từ khi được khởi công từ giữa năm 2014, nó đã thu hút sự chú ý của truyền thông trong nước và thế giới. Có tổng vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ đô la Brunei, tức là 1,2 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm năm 2018. Ước tính một cách tương đối là khoảng 27.000 tỷ đồng Việt Nam. Điều thuận lợi của cây cầu này là xây dựng hoàn toàn trên vùng biển của Brunei. Mặc dù lãnh thổ bị chia cắt bởi Malaysia, tuy nhiên, theo sự phân chia giữa hai nước, thì vùng biển phía trong của vịnh Brunei, khu vực này thì thuộc chủ quyền của Vương quốc Brunei. Chính vì điều này nên cầu Temburong không phải là cây cầu quốc tế, nó hoàn toàn thuộc quyền quản lý của Bộ Công trình Công cộng Brunei. Một cái thuận lợi nữa là khu vực này là một cái vùng biển kính, tương đối cạn và ít chịu tác động của hải lưu sóng biển như là các khu vực khác của Biển Đông. Trong toàn bộ cái cây cầu lớn này thì có hai đoạn mà tôi tạm gọi là hai cây cầu dây văng. Cây cầu thứ nhất cách bờ nam khoảng 5 km, cái này thì có hai trụ tháp. Cầu còn lại thì lệch về phía bắc, nằm sát bờ và chỉ có một trụ tháp. Thiết kế này thì nó không đồng đều về mặt thẩm mỹ nhưng mà bù lại thì nó hợp với địa hình, tạo thành một cái luồng di chuyển cho các phương tiện thủy ngay tại các khu vực cửa sông. Như vậy thì tổng toàn tuyến có 3 trụ tháp dây văng. Hai nhà thầu chính từ Hàn Quốc và Trung Quốc đảm nhận thi công cây cầu 30 km này. Phần 18 km bao gồm cầu dẫn và vượt biển do công ty Daelim của Hàn Quốc xây dựng. Trong quá trình thi công thì đích thân Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đã đến thăm hỏi và động viên ngay trên công trình. Phần còn lại 12 km do Tổng công ty kỹ thuật xây dựng nhà nước Trung Quốc giám sát và xây dựng. Phần này băng qua khu bảo tồn thiên nhiên Labu, đây là khu rừng nguyên sinh quý giá trên đảo Borneo. Địa chất của khu vực này không cố định do nằm trên vùng đầm lầy từ xa xưa. Công bằng mà nói thì Trung Quốc họ rất giỏi trong việc xây dựng cầu đường trong điều kiện khó khăn như là núi cao, vượt sâu hay là những khu vực như thế này. Đoạn này khá giống với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về mặt xây dựng. Nếu mà bạn nào đi về miền Tây mà đi qua cái đường cao tốc này á, thì các bạn sẽ thấy có một cái đoạn khoảng mười mấy cây số thì đường nằm trên các trụ cầu. Về mặt kỹ thuật thì nó chính là một cây cầu chứ không phải là con đường. Cái đoạn mà Trung Quốc họ xây dựng ở Brunei thì cũng tương tự như thế. Họ xây dựng các trụ cầu sau đó sẽ làm đường ở trên đó. Cái điều này thì hạn chế cái việc san lấp, làm ảnh hưởng đến tự nhiên của khu vực. Cái đoạn đường này vẫn được tính vào tổng chiều dài của cầu Temburong. Yếu tố Việt Nam trong cây cầu này chính là có một thương hiệu Việt Nam là công ty Vĩnh Hưng IB ở Hưng Yên. Công ty này thì đã tham gia cung cấp sản phẩm cho dự án Temburong với cái sản phẩm lan can cầu kỹ thuật cao do nhà máy Vĩnh Hưng IB thiết kế và sản xuất ngay tại Việt Nam. Kỹ thuật xây dựng cầu được áp dụng công nghệ đúc sẵn.
Các bộ phận bao gồm bê tông và thép sẽ được đúc sẵn, sau đó sẽ lắp ráp vào cầu. Tôi thì không có rành cái kỹ thuật xây dựng lắm, nhưng mà tôi thấy là cái công nghệ đúc sẵn này á, nó đang được áp dụng như là một cái xu thế trong rất là nhiều cái công trình, đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn về vị trí xây dựng. Cái lợi ích lớn nhất của cái hình thức xây dựng này là khá tiết kiệm và an toàn hơn trong quá trình thi công. Rồi, như vậy thì sau 6 năm xây dựng thì cầu Temburong đã được khánh thành vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Nó đánh dấu từ đây, Vương quốc Brunei đã được kết nối về mặt lãnh thổ. Cư dân quận Temburong đã đến được thủ đô Bandar Seri Begawan của đất nước mình mà không phải băng qua lãnh thổ của nước khác. Mới đây, nhân kỷ niệm sinh nhật 74 của mình thì quốc vương Brunei đã đặt tên cây cầu theo tên người cha quá cố của mình là vua Haji Omar Ali Sufadien Đệ Tam, người đã kiến tạo đất nước Brunei hiện đại. Vì vậy thì cái cầu hiện nay có tên chính thức là cầu Sultan Haji Omar Ali Safudien. Cây cầu có tên dài ngoằng này đã khiến đất nước nhỏ bé thứ hai ở khu vực trở thành quốc gia sở hữu cây cầu dài nhất Đông Nam Á hiện nay.